Xin chào quý anh chị, hôm nay em Giang sẽ giới thiệu đến quý anh chị một ngôi nhà tại thuộc phường Phú Hòa, thủ dầu một, Bình Dương. Ngôi nhà chúng ta thuộc vị trí hẻm 385 đường Lê Hồng Phong, cách đường Lê Hồng Phong chỉ 700m. Đường trước nhà chúng ta là đường nhựa 5,5m nha quý anh chị, xe ô tô hai đầu quay chiều rất là thuận tiện, đường thông. Nhà chúng ta cách chợ Phú Hòa chỉ 5 phút đi xe. Nhà được thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, một phòng thờ, có sân trước đậu ô tô và thêm mấy chiếc xe máy nữa. Nhà diện tích là ngang 4,5m và 20,5m. Hướng nhà chúng ta là hướng chính đông. Khu vực tầng trệt chúng ta sẽ được thiết kế là phòng khách được nối liền với lại không gian bếp, phòng ngủ ở tầng trệt và nhà vệ sinh và khu vực sân sau. Nhà chúng ta được tặng đầy đủ nội thất như hình. Quý anh chị kỹ việc xách ba lô vào và sắm thêm một số trang bị đồ nội thất, đồ điện tử nữa là chúng ta có thể là ở được rồi. Chủ nhà đăng ký bán với mức giá là 3 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng và hỗ trợ với ngân hàng tối đa cho quý anh chị với một mức lãi suất cực kỳ ưu đãi. Thì những ngôi nhà em Giang quay thì quay những cái thước hình ảnh cơ bản thôi, khi mà quý anh chị đi xem thì mới cảm nhận được thực tế. Và khi anh chị có nhu cầu mua nhà ở khu vực Thủ Dầu Một hay là quý anh chị có cần xây nhà thì em Giang đều có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu cho quý anh chị. Quý anh chị đang xem là khu vực phòng ngủ ở tầng trệt dành cho ba mẹ lớn tuổi. Ngôi nhà này có phòng ngủ tầng trệt, đó cũng là một cái điểm cộng lớn nha anh chị. Cuối nhà là khu vực sân sau để giặt đồ và phơi đồ và nhà vệ sinh. Thì tất cả các nhà bán ở tại khu vực thành phố Thủ Dầu Một, em Giang đều làm việc chính chủ với một cái mức giá rất là tốt, rất là hợp lý. Thì quý anh chị có nhu cầu thì gọi cho em Giang sẽ tư vấn những cái ngôi nhà nào cho nó phù hợp với cái nhu cầu của anh chị nhất và đàm phán với một cái mức giá nó hợp lý nhất để cho anh chị sở hữu. Vì hiện tại em Giang thấy là cái mức lãi suất của ngân hàng cũng đã giảm rồi, thì sắp tới việc bất động sản hồi phục lại và thị trường ổn định lại thì nó cũng là một điều tất nhiên thôi. Thì bây giờ anh chị có nhu cầu mua thì mình đi xem và tham khảo, cảm thấy hợp lý thì chúng ta quyết định mua thì cũng đã đến lúc rồi anh chị. Khu vực trên lầu 1 chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một không gian phòng thờ. Ở khu vực đây là không gian phòng thờ cũng rất là rộng. Chúng ta có thể là kết hợp làm không gian phòng thờ hoặc là thêm làm không gian bàn làm việc đó anh chị ha. Rồi tiếp theo đây là khu vực phòng ngủ thứ hai ở trên lầu 1, được trang bị một máy lạnh cho chúng ta ha anh chị ha. Cuối nhà trên lầu 2 sẽ là một nhà vệ sinh sử dụng chung. Em xin nhắc lại là nhà chúng ta diện tích là ngang 4,5m dài 20,5m. Được thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, một phòng thờ, sân ô tô. Hướng nhà chúng ta là hướng chính đông. Vị trí nhà là hẻm 385 đường Lê Hồng Phong, cách đường Lê Hồng Phong chỉ 700m. Ngôi nhà đang được kêu bán với mức giá là 3 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng cho quý anh chị. Quý anh chị có nhu cầu xem thì liên hệ em Giang, em sẽ tư vấn tận tình và hỗ trợ tối đa cho quý anh chị để được một ngôi nhà thật là ưng ý. Cảm ơn anh chị.